Trước hết thì cho phép tôi xin được cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội về các ý kiến thảo luận tại tổ cũng như là phát biểu tại hội trường ngày hôm nay về tình hình kinh tế xã hội của 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Thì qua các ý kiến của các đại biểu, chúng tôi có một cái cảm nhận rằng đây là một những ý kiến phát biểu hết sức là sâu sắc, tâm huyết và trách nhiệm, thể hiện được cái sự đoàn kết, thống nhất cao, chia sẻ, ủng hộ và đồng hành của, cũng như là cổ vũ động viên của Quốc hội đối với Chính phủ trong cái công cuộc và chung tay đẩy lùi dịch bệnh, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân và đưa đất nước nhanh chóng vượt qua được cái giai đoạn khó khăn thách thức hiện nay để ổn định phát triển kinh tế và đảm bảo đời sống của nhân dân. Về một số ý kiến tham gia làm rõ thêm báo cáo với cả Quốc hội thì tôi xin có một số ý kiến như thế này. Trước hết là về tình hình kinh tế xã hội của 6 tháng đầu năm. Thì hầu hết thì các đại biểu đều thống nhất và đồng tình với cái nhận định về tình hình kinh tế xã hội của 6 tháng đầu năm và những cái nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của 6 tháng cuối năm. Một số ý kiến thì đề nghị cần đánh giá kỹ hơn về những khó khăn thách thức, nhất là các cái tác động từ diễn biến của dịch bệnh COVID-19 và có các giải pháp ứng phó phù hợp. Ý kiến của các đại biểu là rất cụ thể và xác đáng. Chính phủ xin tiếp thu toàn bộ các ý kiến và sẽ chỉ đạo tổ chức nghiên cứu xây dựng bổ sung các cái giải pháp phù hợp trong chỉ đạo điều hành kinh tế xã hội của 6 tháng cuối năm. Trên quan điểm là vừa nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức cũng như là vừa tận dụng các cơ hội mới, điều hành linh hoạt trong ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Trong 6 tháng đầu năm thì mặc dù chúng ta gặp rất nhiều khó khăn thách thức, chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 với những cái biến chủng mới, nhưng toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đã chung sức đồng lòng nỗ lực vượt qua các khó khăn thách thức, tập trung thực hiện mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch COVID-19 và vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm đời sống của nhân dân. Kết quả nổi bật là đã tổ chức thành công nhiều các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, tiếp tục duy trì ổn định tình hình và phát triển kinh tế xã hội của 6 tháng đầu năm với những cái kết quả rất là tích cực. Chính phủ đã chỉ đạo công tác sơ kết và đánh giá thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của 6 tháng đầu năm để rút ra những cái bài học kinh nghiệm phục vụ tốt hơn cho công tác chỉ đạo điều hành của 6 tháng cuối năm. Chúng ta có thể thấy được 4 cái bài học như sau. Thứ nhất là tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác trong phòng chống dịch COVID-19. Quyết tâm phải lớn, nỗ lực phải cao, hành động quyết liệt, hiệu quả, khẩn trương nắm chắc cái tình hình thực tế, lấy phương châm hành động thần tốc, hiệu quả để lãnh đạo chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện, đẩy nhanh việc tiêm vaccine phòng COVID-19 và coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu và có tính chất quyết định để ổn định và phát triển kinh tế đất nước và hoàn thành được cái nhiệm vụ mục tiêu của năm 2021. Thứ hai là phải thường xuyên rà soát và hoàn thiện thể chế, tổ chức thực hiện nghiêm túc các cái quy định của pháp luật. Và thứ ba là nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, bám sát được tình hình thực tiễn để chủ động linh hoạt, kịp thời xây dựng các kịch bản chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Thứ tư là phải khơi dậy và phát huy được tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, sức mạnh của con người Việt Nam, chủ động thông tin kịp thời, chính xác về tình hình kinh tế xã hội, dịch bệnh để củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội và tranh thủ được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Mặc dù vậy thì kinh tế của chúng ta vẫn đang đối mặt với những khó khăn thách thức, nhiều các cái hạn chế yếu kém cần tập trung xử lý trong 6 tháng cuối năm. Thách thức lớn nhất hiện nay là phải phấn đấu đạt được cái mục tiêu tăng trưởng GDP của cả năm là rất khó khăn. Nhập siêu của chúng ta đã bắt đầu xuất hiện trở lại, xuất nhập khẩu thì còn phụ thuộc vào một số ít của thị trường, tỷ trọng xuất khẩu của khu vực FDI còn cao. Các thị trường tài chính, bất động sản, chứng khoán thì còn tiềm ẩn rủi ro, sắp xếp và cấu trúc lại doanh nghiệp nhà nước còn chậm. Giá cả một số mặt hàng cơ bản thì lại tăng, gia tăng khả năng lạm phát và ảnh hưởng đến đầu tư toàn xã hội. Khả năng đứt gãy của chuỗi sản xuất, cung ứng, chiến lược vaccine của nước ta còn gặp nhiều thách thức. Tỷ lệ dân số được tiêm chủng vaccine còn thấp. Nguy cơ thì có thể lỡ nhịp so với nền kinh tế thế giới vì chúng ta không đủ nguồn cung và công nghệ sản xuất vaccine. Thu hút nguồn vốn FDI, sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài có dấu hiệu suy giảm. Hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân còn gặp nhiều khó khăn. Lực lượng lao động làm việc trong một nền kinh tế thì đang giảm. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi tăng. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, đặc biệt là người lao động làm việc trong các khu công nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Giải ngân đầu tư công thì còn chậm, công tác bảo đảm an toàn thông tin an ninh mạng
đấu tranh phòng chống tội phạm còn nhiều thách thức, nhất là tội phạm lừa đảo, tội phạm qua mạng. Tuy nhiên thì cơ hội của 6 tháng cuối năm thì cũng có rất nhiều, đặc biệt là chúng ta đã có được khí thế mới sau khi Đại hội Đảng lần thứ 13 thành công với một cái quyết tâm mới và có nhiều các cái quyết sách quan trọng. Và sau khi chúng ta đã tổ chức và hiện lại cái kiện toàn cái hệ thống chính trị, tác động từ tích cực từ xu thế phục hồi của nền kinh tế thế giới và nhiều chính phách sách giải pháp trong bối cảnh COVID-19 được phát huy hiệu quả, như là việc đẩy mạnh các cái phê duyệt các cái quy hoạch cũng như các chính sách hỗ trợ hiệu quả đời sống của người lao động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, giải pháp phát triển thị trường xuất nhập khẩu, củng cố và chiếm lĩnh thị trường nội địa, cũng như là quá trình chuyển đổi số, nhất là chuyển đổi số cho các doanh nghiệp được đẩy mạnh, tiếp tục thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng, đấu thầu, đấu giá, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, vân vân. Điều quan trọng nhất ở trong 6 tháng cuối năm đó là phải đẩy lùi được dịch, kiểm soát và đẩy lùi được dịch bệnh COVID-19, nhất là ở các cái khu vực động lực, thành phố lớn, khu công nghiệp. Đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, cũng là điều kiện cần, quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Và bên cạnh đó thì việc triển khai thực hiện các cái giải pháp thì cần được phân cấp mạnh mẽ, tạo sự chủ động linh hoạt, điều chỉnh trọng tâm hợp lý giữa các mục tiêu kiểm soát dịch với cả tăng trưởng kinh tế gắn liền với bối cảnh và tình hình cụ thể của mỗi địa phương, tổ chức sản xuất kinh doanh an toàn và phấn đấu đạt kết quả cao nhất, không đánh đổi sức khỏe và sự an toàn của người dân đối với tăng trưởng bằng mọi giá. Thưa Quốc hội, đối với một số vấn đề lớn mà liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 21-25 mà các đại biểu quan tâm thì tôi xin báo cáo như sau. Thứ nhất là về mục tiêu tăng trưởng. Một số đại biểu có băn khoăn về cái chỉ tiêu tăng trưởng GDP của giai đoạn là 6,5-7% là tương đối cao, sẽ khó khăn khi thực hiện trong bối cảnh. Đại biểu sẽ phát biểu thêm 3 phút nữa. Được. Thì tuy vậy thì chúng ta cũng có rất nhiều các cái dư địa và các cơ hội để chúng ta có thể thực hiện mục tiêu này. Nên chúng tôi là chính phủ kiến nghị là chúng ta sẽ quyết tâm thực hiện đạt được cái mục tiêu này để tạo cái nền tảng cho cái giai đoạn 21-25 cũng như là các cái mục tiêu mà phát triển kinh tế xã hội Đại hội Đảng đã đề ra mà chúng ta phải đạt được vào giai đoạn năm 2030 cũng như 2045. Về các cái gợi ý của chủ tọa thì tôi xin có một số báo cáo thế này. Thứ nhất là về cái tình hình của các doanh nghiệp hiện nay. Thì báo cáo doanh nghiệp của chúng ta hiện nay có 870 doanh nghiệp, nhưng mà có 97% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Năng lực cạnh tranh của chúng ta rất thấp. Năng lực thì đã yếu nhưng sức cạnh tranh thì lại còn thấp. Thế thì chuỗi cung ứng, trong khi đó thì chuỗi cung ứng thì đang bị gián đoạn và các cái đơn hàng và sản lượng đã giảm mạnh. Thứ hai là chi phí sản xuất thì đang tăng cao do giá nguyên vật liệu đầu vào đang tăng rất cao. Rồi là chi phí vận chuyển logistics trong nước của chúng ta cũng cao hơn so với các nước trong khu vực. Cộng với đó là cái chi phí phải phòng ngừa cho COVID-19. Đồng thời là cái tổng cầu trên thế giới đã giảm mạnh dẫn tới giảm doanh thu, giảm các cái đơn hàng. Nhiều doanh nghiệp phải đối diện với rủi ro, thu hồi nợ và mất khả năng thanh toán, bị gián đoạn dừng hoạt động. Năm 2020 thì tỷ lệ doanh nghiệp mà có lợi nhuận thì chiếm 33,86%. Còn 3 tháng đầu năm thì có khoảng 60 doanh nghiệp là có phát sinh doanh thu. Còn 6 tháng đầu năm 2021 thì số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường thì tiếp tục có xu hướng gia tăng cao, tăng 24,9%, tức là xấp xỉ 25% số đã rút lui khỏi thị trường. Trung bình mỗi tháng chúng ta có gần 12.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường và đã có xuất hiện một số doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn. Thứ hai là với tinh thần đồng hành cùng với doanh nghiệp và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thì vừa qua chính phủ đã ban hành rất nhiều các cái chính sách để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Có thể kể ra là nghị quyết 41, nghị quyết 42, 84, 68, rồi nghị định 52, nghị định 44, rồi Quốc hội cũng đã ban hành nghị quyết 116. Chung quanh là để giãn hoãn các cái khoản thuế, rồi cơ cấu lại các cái khoản phải nợ, miễn giảm lãi, rồi giữ nguyên các cái nhóm nợ vân vân. Để hỗ trợ cho doanh nghiệp, kể cả cái gói 26.000 tỷ của cái nghị định 68 vừa qua để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động, chung quy cũng là để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Đấy là
Tuy nhiên thì và những cái chính sách này thì đã góp phần tháo gỡ một phần khó khăn cho doanh nghiệp để chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu kết quả của năm 2020 với sấp xỉ 3% GDP. Hiện nay thì tình hình vẫn đang rất phức tạp và các doanh nghiệp đang rất khó khăn. Thì đặc biệt là trong thời gian mà áp dụng các cái chính sách giãn hoãn hiện nay, thì chính phủ cũng đã chỉ đạo việc tiếp tục cập nhật tình hình các doanh nghiệp và kịp thời để kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ là chỉ đạo các bộ các ngành khẩn trương nghiên cứu các giải pháp chính sách tiếp tục để hỗ trợ các cái khó khăn cho doanh nghiệp. Thì hiện nay Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước cũng đang tiến hành để nghiên cứu các cái gói hỗ trợ tiếp theo. Đối với cả cái giải pháp trong thời gian tới thì chính phủ cũng đã chỉ đạo thành lập ngay một cái tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư làm thường trực sẽ tiến hành rà soát các khó khăn vướng mắc cũng như là các tháo gỡ các thủ tục của tất cả các dự án thuộc mọi thành phần kinh tế để tạo cái môi trường kinh doanh thuận lợi nhất. Thứ hai là kiến nghị các cái giải pháp chính sách có thể giãn hoãn tối đa các khoản thuế phí phải nộp cho doanh nghiệp. Và thứ ba là tập trung hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để mà tăng cái hỗ trợ cũng như là tham gia các cái doanh nghiệp tham gia cụm và chuỗi liên kết cũng như là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cho doanh nghiệp hiện nay, sửa đổi những cái quy định hỗ trợ cho quỹ hỗ trợ doanh nghiệp. Thứ tư là tạo cơ chế luồng xanh để cho các hàng hóa của doanh nghiệp và người dân. Và thứ năm là đẩy nhanh cái cơ chế tiêm vaccine cho các doanh nghiệp trong các khu cụm công nghiệp, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú. Thì đấy là năm cái vấn đề mà chính phủ đang chỉ đạo để tập trung. Cảm ơn Bộ trưởng. Về cái chương trình phục hồi kinh tế thì chính phủ cũng đã giao cho Bộ Kế hoạch Đầu tư thì chúng tôi đang cùng với các bộ ngành để nghiên cứu một cái chương trình phục hồi kinh tế kết hợp với cả và sau khi mà chúng ta đã hết cái dịch bệnh thì sẽ có cái đề xuất và trình trong quý tư này. Về vấn đề quy hoạch thì đây là một vấn đề rất lớn. Chúng ta lần đầu tiên thực hiện các cái luật quy hoạch và chúng ta phải tổ chức đồng bộ thực hiện khi mà cái khối lượng quy hoạch rất lớn, gồm có một cái quy hoạch tổng thể quốc gia, thứ hai là 38 cái quy hoạch ngành quốc gia, 6 cái quy hoạch vùng kinh tế xã hội, 63 cái quy hoạch của cấp địa phương, của cấp tỉnh. Ngoài ra còn hàng trăm cái quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành của các bộ các ngành. Như vậy là cái khối lượng rất lớn, nhưng lần đầu tiên chúng ta lại làm theo phương pháp tổng thể và phương pháp tích hợp. Nên cái năng lực và cái nhân lực mà để làm cái công tác này, kể cả tư vấn, đang còn rất hạn chế. Và cái việc triển khai là rất khó và rất lúng túng. Thì cái này chúng tôi đang đẩy nhanh để mà cái tiến độ để thực hiện các cái quy hoạch này. Hiện nay mới xong được một quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay đang trình cho hội đồng thẩm định và chuẩn bị tiến hành thẩm định. Và hai cái quy hoạch của địa phương đã xong là Bắc Giang và Hà Tĩnh. Thế còn lại thì trong năm 2021 này thì xong được 15 cái quy hoạch. Thì sắp tới thì Thủ tướng sẽ tổ chức một cái hội nghị về cái công tác quy hoạch này, thì hy vọng các cái vấn đề của quy hoạch sẽ đẩy nhanh hơn. Và chúng tôi cũng đề nghị với cả các đoàn đại biểu Quốc hội chỉ giám sát lại cái việc tổ chức lập quy hoạch của các địa phương hiện nay. Hiện nay đã rất chậm rồi. Xin báo cáo hết.